Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2023, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cả nước sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp. Đây là thời điểm các khu du lịch, vui chơi giải trí, mua sắm trên địa bàn tỉnh thu hút nhiều lượt người dân tham quan. Mặt khác, một bộ phận người dân sẽ tranh thủ kỳ nghỉ lễ dài để về quê thăm gia đình hoặc đi du lịch. Đây cũng là điều kiện để các đối tượng trộm cắp tài sản thực hiện các hành vi phạm tội. Đối với loại tội phạm đột nhập vào nhà thực hiện hành vi trộm cắp, thông thường các đối tượng sẽ theo dõi. Khi phát hiện các gia đình đi về quê hoặc đi du lịch không có người trông coi, sẽ đột nhập vào nhà để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Để hạn chế tình trạng bị mất tài sản, Công an thành phố Tây Ninh khuyến cáo người dân. Các gia đình khi đi chơi xa nên kiểm tra, khóa kỹ các ổ khóa cửa, kịp thời thay thế các loại khóa không còn an toàn. Mặt khác, nên nhờ người thân hoặc hàng xóm trông coi nhà cửa. Lắp đặt và thường xuyên theo dõi hệ thống camera an ninh. Không cất giữ nhiều tài sản có giá trị trong nhà. Đối với xe, đem gửi nhờ nhà người thân. Đối với tiền mặt, nên chuyển vào thẻ hoặc gửi vào ngân hàng để bảo đảm an toàn. Khi đi du lịch hoặc về quê, người dân không nên đăng các hình ảnh trong quá trình vắng nhà lên mạng xã hội. Chỉ đăng khi đã về nhà để tránh các đối tượng phát hiện nhà không có người trông coi. Đối với tội phạm trộm cắp, móc túi tại các khu du lịch, vui chơi, giải trí, mua sắm, thủ đoạn của các đối tượng này lựa chọn những nơi tập trung đông người. Các đối tượng thường hoạt động theo nhóm để hỗ trợ, che chắn cho nhau, tẩu tán tài sản khi thực hiện thành công hoặc cản trở người truy đuổi khi bị phát hiện. Để đề phòng với loại tội phạm này, người dân cần lưu ý. Khi tới các điểm vui chơi, ăn uống hoặc mua sắm, người dân cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản, không để tội phạm có điều kiện để thực hiện hành vi. Đối với những nơi không bố trí chỗ trông giữ xe, người dân cần để xe tại những nơi dễ quan sát để tự mình trông coi và sử dụng khóa để đảm bảo an toàn. Không mang theo quá nhiều tiền và trang sức khi đi chơi, nên sử dụng thanh toán bằng các loại thẻ. Đối với ví tiền, không nên để túi quần sau hoặc hai bên hông, điện thoại nên cất giữ cẩn thận. Nghỉ tại các khách sạn, cần phải khóa cửa cẩn thận và không để tài sản có giá trị khi đi ra khỏi phòng. Khi phát hiện hành vi phạm tội, người dân cần hô hoán để tranh thủ sự giúp đỡ của mọi người. Nhiều đối tượng không có chủ ý trộm cắp, nhưng chính vì người dân chủ quan trong việc bảo vệ tài sản nên phát sinh hành vi trộm cắp bộc phát. Vì vậy, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, người dân cần nêu cao tinh thần tố giác tội phạm. Khi phát hiện sự việc phạm tội, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý.